Rồi, xin thái mến chào các bạn nha. Thì tiếp tục hôm nay mình đang bán chọn bộ vỏ máy nha bạn. Vỏ thì vỏ siêu tải 9x2. Còn cái máy thì cái máy Yanma 4GH. Máy này Yanma thủy các bạn. Máy này 50HP. Yanma 4GH. Đây, máy này các bạn. Chọn bộ dàn cầu với nóc các bạn. Đây, máy Yanma 4GH 50HP, chọn bộ dàn cầu với nóc. Còn cái vỏ thì cái vỏ siêu tải 9x2 các bạn. Anh em bán cho các bạn chọn bộ vỏ máy này nha. Có gì thì các bạn liên hệ xuống thoại dưới thanh tiêu đề nha các bạn.